Vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10, các giám mục từ khắp nơi trên thế giới đã họp mặt tại Roma để thảo luận về những thử thách các gia đình đang phải đối mặt. Đó là chủ đề Đức Giáo Hoàng Francisco từng phân tích khá nhiều lần, từ Vatican cho đến Ecuador và Philadelphia. Ngài mô tả sức mạnh của gia đình trong năm khối hợp nhất chính sau đây. La familia es una escuela donde la oración también nos recuerda que hay un nosotros. Que hay un prójimo cercano, patente, que vive bajo el mismo techo, que comparte la vida y está necesitado. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự ủng hộ lớn lao mà các gia đình dành cho những người thân yêu đang phải chịu đựng bệnh tật về thể xác hay tinh thần. Familia es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo, lo cuidan ahí. Khi một người cao niên, một người ông hoặc bà cần được chăm sóc, vai trò của gia đình lại trở nên sống động hơn. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada. Thậm chí hơn cả phép ẩn dụ về trường học, bệnh viện và nhà dưỡng lão, Đức Giáo Hoàng tin rằng gia đình chính là những hạt nhân lý tưởng duy nhất để nuôi dưỡng đức tin Kitô giáo. La familia también forma una pequeña iglesia, la llamamos iglesia doméstica, que junto con la vida encausa la ternura y la misericordia divina. En la familia la fe se mezcla con la leche materna, experimentando el amor de los padres, se siente más cercano el amor de Dios. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Đức Giáo Hoàng Francisco còn mô tả sức mạnh của gia đình như một nhà máy không bao giờ ngừng hoạt động. Por eso la familia es, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza. De esperanza de vida y resurrección. But I have to say that the family is like a factory of hope. It's a factory of resurrection. Pues Dios fue el que habló ese camino. God opened this path, this possibility.